Về tình hình trong nước, sau khi thành phố Đà Nẵng là địa phương đầu tiên đưa Cam vào giám sát người dân trong thời gian giãn cách, mới đây huyện Mê Linh, Hà Nội đã có động thái tương tự. Nhà chức trách Thái Bình đã đưa hàng chục người dân vạ vật trên cầu Trường Dương đi cách ly tập trung. Trên thế giới, Malaysia tiến hành điều tra nghi án mua giấy chứng nhận tiêm chủng COVID-19 giả mạo. Úc mượn 500.000 liều vaccine Pfizer của Singapore để thúc đẩy chương trình tiêm chủng quốc gia. Cơ quan nhận hồ sơ visa Anh Quốc đóng cửa kéo dài do giãn cách, du học sinh Việt lo lắng nếu không hoàn thành thủ tục sớm, họ sẽ không thể đến xứ sở sương mù kịp năm học mới. Các game thủ Trung Quốc đã lên mạng xã hội bày tỏ sự phẫn nộ trước các quy định mới của giới chức, trong đó giới hạn thời gian chơi game của họ chỉ là 3 giờ trong một tuần. Thủ tướng Thái Lan bị quốc hội chất vấn khi các cuộc biểu tình kéo dài học giả cho rằng sáng kiến vành đai và con đường là phương tiện danh ma muốn kiểm soát toàn cầu của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Quý vị và các bạn đang theo dõi mục tin tổng hợp sáng ngày 1 tháng 9 của DKN TV. Lời đầu tiên, Nguyễn Tư xin kính chúc quý khán giả thân mến có một ngày mới sức khỏe và bình an. Và tiếp sau đây là các nội dung chi tiết. Mở đầu chương trình là phần tin trong nước. Huyện Mê Linh, Hà Nội sử dụng flycam để giám sát người dân trong khu phong tỏa. Thưa quý vị, sau khi thành phố Đà Nẵng đưa flycam vào giám sát người dân trong thời gian giãn cách, mới đây huyện Mê Linh, Hà Nội đã có động thái tương tự. Trao đổi với báo chí, ông Hoàng Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban dân huyện Mê Linh chiều 31 tháng 8 cho biết, để có thể kiểm tra giám sát triệt để những người dân trong việc chấp hành công tác phòng chống dịch bệnh ở khu vực phong tỏa, địa phương đã sử dụng flycam. Ông Tuấn cho biết, việc này rất hiệu quả và tiết kiệm nguồn nhân lực. Từ hình ảnh ghi nhận được, lực lượng chức năng sẽ tiến hành xác minh và xử lý các trường hợp vi phạm. Theo đó, flycam sẽ được lực lượng chức năng sử dụng để bao quát tất cả các ngõ ngách, ngõ xóm nơi xe cộ khó có thể đi vào được. Tiếp tục chương trình với một cập nhật đáng chú ý. Thái Bình đã đưa hàng chục người dân vạ vật trên cầu Triều Dương đi cách ly tập trung. Báo Giao thông đưa tin, sáng ngày 31 tháng 8, ông Nguyễn Xuân Dương, Chủ tịch Ủy ban dân huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình cho biết, số người dân quê ở Thái Bình về từ Hà Nội bị mắc kẹt trên cầu Triều Dương nối tỉnh Thái Bình với tỉnh Hưng Yên đã được cơ quan chức năng đưa về các khu cách ly tập trung của các huyện trong tỉnh. Trước đó, như tin đã đưa, vào ngày 29 tháng 8, mạng xã hội đã chia sẻ hàng loạt hình ảnh những người dân nằm ngồi vạ vật dưới lớp bạt che tạm tại các khu vực ở cầu Triều Dương thuộc huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình thu hút rất nhiều ý kiến trái chiều. Nguyên nhân là do những người này trở về từ Hà Nội nơi đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16, nên lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát của cầu Triều Dương đã không tiếp nhận theo văn bản trước đó của tỉnh. Không thể vào tỉnh Thái Bình cũng không thể quay trở lại, hàng chục người dân bị mắc kẹt phải căng bạt ở ngay trên cầu yêu cầu dừng tiếp nhận người dân từ nơi đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 về tỉnh Thái Bình, kể cả người Thái Bình, đã được Ủy ban dân tỉnh Thái Bình đưa ra vào hôm 6 tháng 8. Tuy nhiên, rất nhiều người dân có thể vì nhiều lý do vẫn di chuyển về tỉnh, dẫn đến tình trạng về không được, quay lại cũng không xong. Tiếp theo, kính mời quý vị và các bạn đến với phần tin thế giới. Malaysia điều tra nghi án mua giấy chứng nhận tiêm chủng vaccine COVID-19 giả mạo Thưa quý vị, nhà chức trách Malaysia cam kết điều tra nghi án, bác sĩ nhận tiền hối lộ để cấp giấy chứng nhận tiêm chủng vaccine COVID-19 giả mạo. Theo CNA, người đứng đầu Ủy ban chống tham nhũng Malaysia MACC Ajam Baki hôm 31 tháng 8 cho biết, ông coi vụ việc này là nghiêm trọng. Đây không đơn thuần là tham nhũng. Nếu là sự thật, hành vi này làm tổn hại đến danh tiếng của đội ngũ y tế, hủy hoại hình ảnh của họ. Ông Bakri tuyên bố, dù MACC chưa nhận được đơn tố giác nào liên quan đến vụ việc, chúng tôi sẽ điều tra và thu thập thêm thông tin liên quan đến địa điểm nghi xuất hiện hành động bất chính này. Trước đó, tờ Star đưa tin về một số phòng khám ở bang Penang liên tục nhận được những cuộc gọi hỏi mua chứng nhận tiêm vaccine COVID-19 phiên bản điện tử. Một phòng khám tại Penang cho biết họ nhận được rất nhiều cuộc gọi tỏ ý sẵn sàng trả tiền cho giấy chứng nhận vaccine dù không tiêm. Tại Malaysia, những người đã tiêm vaccine được dỡ bỏ một số hạn chế phòng dịch. Ví dụ, họ có thể được đến các nhà hàng, chợ đêm tại những khu vực đang bước vào giai đoạn phục hồi sau đại dịch. Tình hình dịch bệnh tại Malaysia vẫn đang diễn biến phức tạp với hơn 20.000 ca mắc mới mỗi ngày. Hôm 31 tháng 8, nước này đã ghi nhận 20.897 ca mắc mới. Malaysia đã ghi nhận tổng cộng hơn 1,7 triệu ca nhiễm và hơn 16.000 ca tử vong kể từ khi đại dịch bùng phát. Tỷ lệ người trưởng thành tiêm đủ hai mũi vaccine tại nước này đang là 63,6%. Chính phủ Malaysia đặt mục tiêu đạt tỷ lệ tiêm chủng 100% vào cuối tháng 10. Chuyển sang một cập nhật đáng chú ý. Úc mượn 500.000 liều vaccine Pfizer của Singapore khi biến thể Delta lây lan nhanh chóng. Kính thưa quý vị, Úc sẽ nhận được 500.000 liều vaccine COVID-19 của hãng Pfizer từ Singapore trong tuần này. Thông tin được Thủ tướng Scott Morrison cho biết vào hôm thứ Ba 31 tháng 8, sau khi camera đã đồng ý một thỏa thuận hoán đổi trong nỗ lực đẩy nhanh chương trình tiêm chủng quốc gia khi biến thể Delta lây lan nhanh chóng. Theo thỏa thuận, Úc sẽ trả lại tương ứng cho Singapore bằng vaccine Pfizer vào tháng 12 năm nay. Theo Reuters, hiện tỷ lệ tiêm chủng ở Úc là gần 28% so với 80% ở Singapore. Một số bang và vùng lãnh thổ của Úc hiện đang thực hiện các biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt. Thủ đô Canberra vào hôm thứ Ba đã gia hạn lệnh phong tỏa thêm 2 tuần nữa và Victoria bang đông dân thứ hai của đất nước dự kiến sẽ sớm làm theo. Bang này báo cáo 13 ca nhiễm mới trong vòng 24 giờ qua. Canberra đã bị phong tỏa trong vòng 3 tuần sau khi một loạt các trường hợp được cho là lây lan từ New South Wales, tâm trấn của đợt bùng phát dịch bệnh COVID-19 mới ở Úc. New South Wales ngày hôm qua đã báo cáo 1.164 ca nhiễm mới, giảm nhẹ so với kỷ lục là 1.290 ca so với một ngày trước đó. Úc đã ghi nhận gần 54.000 trường hợp mắc Covid-19 và 1.006 trường hợp tử vong kể từ khi đại dịch bắt đầu trên toàn cầu. Con số này vẫn thấp hơn số người mắc và tử vong ở hầu hết các quốc gia trên thế giới. Tiếp tục với một diễn biến nóng về tình hình dịch bệnh. Israel tăng kỷ lục ca nhiễm trong bối cảnh tỷ lệ tiêm chủng rất cao. Thưa quý vị, như tin đã đưa, Israel đã ghi nhận kỷ lục gần 11.000 ca mắc Covid-19 mới vào hôm 31 tháng 8. Bất chấp đã tiêm chủng đầy đủ cho 60% dân số. Cụ thể, Bộ Y tế Israel ngày hôm qua đã ghi nhận thêm 10.947 ca nhiễm, vượt kỷ lục là 10.118 ca mới vào ngày 18 tháng 1, nâng tổng số ca nhiễm lên hơn 1 triệu trường hợp. Số ca tử vong tăng lên 7.043 ca sau khi ghi nhận thêm 53 trường hợp tử vong mới. Số ca phục hồi hiện đã hơn 975.000 người. Khoảng 60% trong số 9,3 triệu dân Israel đã tiêm hai liều vaccine, chủ yếu là của Pfizer, bao gồm 80% người trưởng thành. Cuối năm ngoái, Israel là một trong những quốc gia đầu tiên tiến hành chiến dịch tiêm chủng vaccine COVID-19 toàn quốc. Sau đó, số ca nhiễm mới hàng ngày đã sụt giảm mạnh. Chính quyền Israel đã tạo điều kiện dỡ bỏ gần như toàn bộ biện pháp kiểm soát dịch bệnh vào tháng 6 vừa qua. Để đối phó với đợt bùng phát dịch bệnh trở lại, vào ngày 29 tháng 8, Israel thông báo sẽ tiêm liều vaccine tăng cường thứ ba cho người từ 12 tuổi trở lên. Những người đủ điều kiện có thể được tiêm liều tăng cường ít nhất 5 tháng sau khi họ đã tiêm mũi thứ hai. Tiếp tục chương trình với những thông tin liên quan đến tình hình dịch bệnh. 70% người trưởng thành ở châu Âu tiêm đủ hai mũi vaccine COVID-19 Thưa quý vị, Ủy ban châu Âu EC ngày 31 tháng 8 cho biết 70% người trưởng thành ở Liên minh châu Âu EU đã tiêm đủ hai liều vaccine COVID-19, đạt mục tiêu mà Liên minh này đã đề ra vào đầu năm nay. Phát biểu trong một video đăng tải trên mạng xã hội, Chủ tịch EC bà Ursula von der Leyen cho biết, hôm nay chúng tôi đã đạt được một cột mốc quan trọng trong chiến dịch tiêm chủng. 70% người trưởng thành ở EU đã được tiêm chủng ngừa COVID-19 đầy đủ. Điều này cũng có nghĩa là 250 triệu người đã được tiêm đủ vaccine. Ủy ban châu Âu là cơ quan chịu trách nhiệm đặt mua vaccine COVID-19 cho 27 quốc gia thành viên EU. Vào tháng 7, cơ quan này thông báo 70% người trưởng thành ở EU đã được tiêm ít nhất một liều vaccine. Việc đạt được một cột mốc mới giúp EU tiến thêm một bước nữa trong cuộc chiến chống đại dịch trên toàn cầu. Hiện tại, biến thể Delta đang khiến nhiều quốc gia gặp khó khăn trong việc kiểm soát dịch bệnh. Tuy vậy, Tổ chức Y tế Thế giới WHO ngày 30 tháng 8 đã cảnh báo Châu Âu có thể sẽ ghi nhận thêm 236.000 người chết vì COVID-19 trước ngày 1 tháng 12 năm nay. Tổ chức này cũng bày tỏ lo ngại về tốc độ tiêm chủng đang bị trì trệ ở châu Âu. Hiện EU cũng kêu gọi nhà chức trách các nước sẵn sàng cho việc khai triển tiêm mũi thứ ba tăng cường để tăng cường miễn dịch cho người dân nếu dữ liệu khoa học chứng minh được điều đó là cần thiết. Dù 70% người trưởng thành trên toàn khối đã hoàn thành chủng ngừa, tỷ lệ tiêm chủng có sự chênh lệch lớn giữa các quốc gia thành viên EU. Một số nước có tỷ lệ hoàn thành tiêm chủng ở người trưởng thành thấp như Bulgaria 20%, Romania 32,8%, Slovakia 49% và Ba Lan 58,1%. Trong khi đó, Pháp đã tiêm xong hai mũi cho 72,5% người trưởng thành. Con số này là 70,6% ở Đức, 76,7% ở Tây Ban Nha và 85,5% ở Ireland, theo dữ liệu từ Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh châu Âu ECDC. Chuyển sang phần tin tiếp theo. Cơ quan nhận hồ sơ visa Anh đóng cửa kéo dài do giãn cách, du học sinh Việt Nam lo lắng. Thưa quý vị, việc trung tâm tiếp nhận hồ sơ thị thực Anh đóng cửa kéo dài đã khiến một số du học sinh Việt lo âu. Nếu không hoàn thành thủ tục sớm, họ không thể đến xứ sở sương mù để kịp năm học mới. Khi thành phố Hồ Chí Minh áp dụng giãn cách xã hội nghiêm ngặt, anh Lê Trung, du học sinh bậc thạc sĩ tại Anh, chỉ nhận được thông tin rằng Trung tâm tiếp nhận hồ sơ thị thực VFS Global, một đối tác của Cục Quản lý Thị thực và Xuất nhập cảnh Anh tại thành phố Hồ Chí Minh cũng đóng cửa. Sau đó, anh không nhận được thông tin nào mới từ trung tâm cũng như từ đại sứ quán Anh tại Việt Nam. Trao đổi với báo Jing, anh Lê Trung nói: "Tôi rất bị động trong việc sắp xếp kế hoạch sắp tới." Một số du học sinh khác nói họ cảm thấy hoang mang và lo lắng. Chị Jenny Dương, một du học sinh hệ thạc sĩ tại Anh, nói với báo Jing rằng: Hai tuần nay tôi mất ngủ. Tôi đã chuẩn bị tinh thần văn phòng VFS không hoạt động bình thường trở lại như trước đây. Tôi đang trao đổi với trường để giải quyết vấn đề của mình. Hôm 26 tháng 8, trung tâm VFS Global thông báo chính thức mở cửa trở lại từ ngày 30 tháng 8. Theo đó, đơn vị tại Hà Nội sẽ mở cửa 3 ngày trong tuần với thời lượng ngắn nhằm bảo đảm yêu cầu giãn cách. Hôm 27 tháng 8, cơ quan tại thành phố Hồ Chí Minh thông báo sẽ mở duy nhất một ngày trong tuần Tuy nhiên số lượng hồ sơ mới được tiếp nhận không thể đáp ứng đủ nhu cầu của số người có nhu cầu đến Anh, bao gồm cả các du học sinh. Ngoài ra việc đơn vị tiếp nhận hồ sơ mở trang đăng ký cho người có nhu cầu xin visa vào thời điểm đêm muộn đã khiến nhiều người rất bức xúc. Văn phòng VFS chỉ thông báo sẽ mở website để người có nhu cầu đến Anh hẹn lịch. Tuy nhiên, họ không thông báo giờ nào mở cửa. Tôi nghĩ họ sẽ mở vào giờ hành chính, nhưng 23 giờ đêm 26 tháng 8, website chính thức được mở ra. Hà Phương, một du học sinh khác cho hay. Hà Phương nhấn mạnh, chính sách mập mờ này gây bất lợi rất nhiều vì không phải ai cũng thức đến nửa đêm hoặc ngồi canh máy tính suốt ngày. Tôi vào trễ 30 phút và không kịp đăng ký. Việc mở trang đăng ký mà không báo trước kèm theo số lượng suất đăng ký ít đã khiến rất nhiều du học sinh không kịp đặt lịch hẹn làm thủ tục thị thực. Một số sinh viên hy vọng VFS sẽ mở thêm thời gian để các bạn có thể đặt lịch hẹn. Hôm 27 tháng 8, thông báo chính thức của văn phòng VFS tại Việt Nam cho biết, Đại sứ quán Anh tại Hà Nội và Tổng lãnh sự quán Anh tại Thành phố Hồ Chí Minh sẵn sàng hỗ trợ du học sinh bằng việc cung cấp thư giải thích lý do nhập học muộn. Trả lời báo Trinh, đại diện Đại sứ quán Anh tại Việt Nam cho biết, các bên liên quan đang nỗ lực để trợ giúp các bạn du học sinh Việt Nam, nhấn mạnh giáo dục là ưu tiên hàng đầu trong quan hệ đối tác chiến lược giữa Vương quốc Anh và Việt Nam. Tiếp theo chương trình là phần tin tức đáng chú ý liên quan đến Trung Quốc. Thanh thiếu niên Trung Quốc phẫn nộ trước các quy định hạn chế chơi game. Thưa quý vị, các game thủ trẻ Trung Quốc đã lên mạng xã hội bày tỏ sự phẫn nộ trước các quy định mới, trong đó giới hạn thời gian chơi game của họ chỉ 3 giờ một tuần. Nhà chức trách cho rằng những hạn chế này là cần thiết để ngăn chặn tình trạng nghiện chơi game đang gia tăng. Và tờ Nhân dân Nhật báo trang thông tin chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc cho biết chính phủ đã phải tàn nhẫn vì trò chơi trực tuyến này làm ảnh hưởng đến cuộc sống học tập bình thường và cả sức khỏe thể chất lẫn tinh thần của thanh thiếu niên Trung Quốc. Các quy định cứng rắn hơn được đưa ra khi chính phủ Trung Quốc đã kiểm soát nhiều hơn đối với giáo dục thanh thiếu niên. Bắt đầu từ tháng 9, học sinh cấp tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông ở Thượng Hải sẽ được yêu cầu học cái gọi là tư tưởng tập cận bình. Thành phố Bắc Kinh trong tháng này cho biết, họ sẽ cấm các tài liệu giáo dục nước ngoài chưa được chính quyền phê duyệt. Tuy nhiên, các game thủ trẻ tuổi đã rất tức giận. Một người để lại bình luận trên Weibo: "Các ông, các bác, đưa ra các quy định và luật lệ này, các ông các bác đã từng chơi game chưa? Các ông có hiểu rằng độ tuổi tốt nhất của những người chơi thể thao điện tử là ở độ tuổi thiếu niên không?" Trong khi người khác viết: "Đồng thuận quan hệ tình dục ở tuổi 14" Đến 16 tuổi thì có thể ra ngoài làm việc, nhưng chơi game thì phải đủ 18 tuổi mới được chơi, đúng là một trò đùa." Ông Mio Kato, một nhà phân tích xuất bản thuộc quỹ đầu tư Smart Karma cho biết, "Gốc của vấn đề ở đây không phải là tác động đến doanh thu ngay lập tức, vấn đề là động thái này đã phá hủy toàn bộ bản chất hình thành thói quen chơi game khi còn nhỏ." Một nhà đầu tư cổ phần tư nhân có trụ sở tại Bắc Kinh cho biết, "Điều mà ngành game online thực sự lo sợ là nếu chính phủ ngừng phê duyệt các trò chơi mới như họ đã làm vào năm 2018. Vị này đề cập đến khoảng thời gian 9 tháng khi chính phủ Trung Quốc đình chỉ phê duyệt các tựa trò chơi điện tử mới như một phần của chiến dịch đại tu các cơ quan quản lý giám sát trong lĩnh vực này. Chuyển sang một cập nhật đáng chú ý. Thủ tướng Thái Lan bị chất vấn khi các cuộc biểu tình kéo dài. Thưa quý vị, hãng tin Reuters cho biết các nhà lập pháp Thái Lan bắt đầu một cuộc tranh luận bất tín nhiệm đối với Thủ tướng Prayuth Chan Ocha vào hôm 31 tháng 8, khi những người phản đối đe dọa sẽ tăng cường các cuộc biểu tình trên đường phố vì thất vọng trước việc chính phủ của ông xử lý khủng hoảng COVID-19. Phe đối lập chính trị cáo buộc, cựu tổng tư lệnh quân đội và năm bộ trưởng trong nội các của ông, bao gồm cả Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Y tế Anutin Chanvirakul về việc tham nhũng, quản lý kinh tế yếu kém và ứng phó tệ hại với dịch bệnh những người biểu tình đe dọa sẽ tuần hành trên toàn quốc trong lúc phe đối lập chất vấn ông Prius tại quốc hội. Cứ 7 phút lại có một người Thái chết vì cách quản lý chống dịch Covid-19 sai lầm. Thủ lĩnh phe đối lập Chompong Amongwiwat của đảng Phil Thai cho biết khi mở đầu cuộc tranh luận. Gây thiệt hại kinh tế 8 tỷ bạc, tương đương với 247,60 triệu đô la Mỹ mỗi ngày do thiếu quản lý và các biện pháp phong tỏa đã thất bại, ông Chompong nói. Ông Prayut đã nói với quốc hội rằng Chính phủ luôn hoạt động vì lợi ích công. Ông Prayut, người theo chủ nghĩa bảo hoàng, đã lên nắm quyền trong cuộc đảo chính quân sự vào năm 2014 và vẫn giữ chức thủ tướng sau cuộc bầu cử vào năm 2019, khiến ông trở thành nhà lãnh đạo Thái Lan tại vị lâu nhất kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc. Các cuộc biểu tình chống lại ông vốn bị đặt ngoài vòng pháp luật theo các hạn chế của dịch bệnh đã sôi sục trong những tuần gần đây, bất chấp các cuộc đụng độ thường xuyên, đôi khi là bạo lực với cảnh sát. Những người đã đáp trả bằng hơi cay đạn cao su và cả vài rồng. Kết thúc bản tin tổng hợp sáng ngày hôm nay, kính mời quý vị cùng đến với phân tích của ông Stu Silver, người từng có 30 năm phục vụ trong Hải quân Hoa Kỳ. Trong một bài bình luận trên tờ thời báo Epoch Times hôm 30 tháng 8, ông cho rằng, sáng kiến vành đai và con đường của Bắc Kinh là phương tiện danh ma để xây dựng và kiểm soát một đế chế toàn cầu do Đảng Cộng sản Trung Quốc thống trị. Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI) hay còn gọi là một vành đai, một con đường, được ông Tập Cận Bình công bố với sự phô trương lớn trong năm 2013. Ban đầu bao gồm hai thành phần chính: con đường tơ lụa Vành đai Kinh tế và con đường tơ lụa Hàng hải Thế kỷ 21. Các sáng kiến khác đã được bổ sung trong những năm gần đây, bao gồm con đường tơ lụa Kỹ thuật số, con đường tơ lụa Bắc cực, con đường tơ lụa Y tế và con đường tơ lụa Không gian. BRI là phiên bản hiện đại của con đường tơ lụa cổ xưa, nhằm kết nối Trung Á với nhau trong một thị trường kinh tế chung do Bắc Kinh thống trị và mở rộng hệ thống trọng thương độc tài của Trung Quốc sang Âu châu, Trung Đông và Phi châu để thay thế trật tự quốc tế dựa trên luật lệ hiện có của phương Tây. Mục tiêu bao trùm của BRI là phát triển cơ sở hạ tầng toàn cầu do Trung Quốc kiểm soát với nhiều con đường khác nhau, đóng vai trò giống như những nan hoa trong bánh xe phục vụ trung tâm Trung Quốc đại lục. Một phép so sánh khác có thể là một mạng nhện ngày càng mở rộng ra bên ngoài, với Bắc Kinh chính là con rồng nhện ở trung tâm của mạng lưới. Các yếu tố cơ sở hạ tầng chủ yếu tập trung vào việc phát triển các phương tiện giao thông mà sau này Bắc Kinh có thể khai thác để vận chuyển các nguồn tài nguyên và nguyên liệu thô cần thiết để thúc đẩy các mối quan tâm về sản xuất của Trung Quốc, cũng như hỗ trợ xuất cảng hàng hóa thành phẩm của Trung Quốc sang các thị trường nước ngoài trên thế giới, bao gồm đường bộ, bến cảng, đường sắt, cầu, vân vân. Các khoản đầu tư của BRI cũng bao gồm các dự án năng lượng tái tạo, cơ sở hạ tầng thông tin và trao đổi văn hóa, các con đường tơ lụa khác, thúc đẩy việc kiểm soát các tiêu chuẩn công nghệ trên toàn thế giới, thống trị các tuyến đường thương mại ở bắc cực, ảnh hưởng đến các sáng kiến về y tế trên toàn thế giới theo những cách có lợi cho Trung cộng và sự khai thác các công nghệ vũ trụ của quân giải phóng nhân dân Trung Quốc. Theo ông Sivirk, Bắc Kinh tin rằng BRI là tấm vé đến bá chủ kinh tế toàn cầu trong tương lai bằng cách kiểm soát quyền truy cập và các nguồn lực quan trọng, xuất cảng công suất công nghiệp nhàn rỗi, thậm chí làm bẻ nghiêng trật tự thế giới có lợi cho Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trung tâm Sáng kiến, Vành đai và Con đường xanh báo cáo vào tháng riêng rằng các khoản đầu tư của Trung Quốc ở 138 quốc gia của BRI cho thấy đầu tư tổng thể trong BRI vào năm 2020 là khoảng 47 tỷ đô la Mỹ. Do đó, mạng nhện tư bản độc tài và tàn nhẫn của Trung Cộng đã được mở rộng đến hơn 2 phần 3 trong tổng số 195 quốc gia trên toàn thế giới và còn tiếp tục tăng nữa. Các khoản đầu tư của Trung Quốc liên quan đến BRI đi kèm với các ràng buộc vì chúng không phải là các khoản viện trợ không hoàn lại mà là các khoản cho vay phải được hoàn trả. Các quốc gia nhận được các khoản đầu tư này thường trả lại các khoản vay bằng cách cấp cho Trung Quốc quyền khai thác tài nguyên thiên nhiên dài hạn và hoặc các thỏa thuận thuê dài hạn đối với các cảng, các tuyến đường sắt và cả các cơ sở hạ tầng khác được phát triển bằng các khoản vay Cơ chế hoàn trả khoản vay của Bắc Kinh thường được mô tả là ngoại giao bấy nợ, với một bản tóm tắt tuyệt vời về cách thức toàn bộ hoạt động của bấy nợ này được cung cấp ở đây. Vấn đề bấy nợ cũng trở nên trầm trọng hơn ở các nước đang phát triển được cai trị bởi các nhà độc tài tham nhũng. Những người bòn rút các khoản vay BRI vào tài khoản cá nhân của mình thay vì mục đích sử dụng để phát triển cơ sở hạ tầng. Ông Sovark lưu ý, trong khi DRI đang được sử dụng để phát triển cơ sở hạ tầng giao thông vận tải trên toàn thế giới do Bắc Kinh kiểm soát, có một mục đích cơ bản bổ sung là đóng vai trò như một cơ chế để thúc đẩy tầm nhìn của Bắc Kinh về các quy tắc và tiêu chuẩn chung trên toàn cầu như một sự thay thế cho trật tự quốc tế do phương Tây chi phối. Trong bài phân tích, ông Sovark nhấn mạnh, con đường tơ lụa, hệ thống trục tâm, nan hoa Mạng Nhện, Rồng Nhện, Bắc Kinh, tất cả các con đường đều dẫn đến Đảng Cộng sản Trung Quốc. Lòng vị tha của Bắc Kinh thực sự là về sự kiểm soát của chế độ này và BRI nhắm thẳng vào sự kiểm soát chứ không phải lòng vị tha. Bất chấp những tuyên truyền không ngừng về lợi ích của BRI từ các hãng truyền thông nhà nước Trung Quốc và những tiếng nói đồng điệu bên ngoài, BRI trên thực tế là một phương tiện danh ma để xây dựng và kiểm soát một đế chế toàn cầu do Đảng Cộng sản Trung Quốc thống trị các quốc gia tham gia hợp đồng BRI có thể thu được ít và mất rất nhiều trong một chặng đường dài, bao gồm ngay cả các quyền tự do của các quốc gia này. Thưa quý vị, mục tin tổng hợp sáng ngày 1 tháng 9 của DKN TV đến đây tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chúc quý vị luôn bình an và mạnh khỏe. Xin kính chào và hẹn gặp lại!